Vợ chồng tôi ly hôn sau 8 năm chung sống. Khoảng thời gian từ tranh cãi đến ly thân rồi ly hôn với tôi mà nói thật sự rất kinh khủng. Chúng tôi dằn vặt nhau, đay nghiến nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất. Thậm chí chỉ vì một cái bát bẩn nằm chồng chơi trong bồn rửa bát thôi cũng đủ trở thành nguồn cơn một trận võ mồm. Đến mức chính con gái tôi phải gào khóc hét lên, bảo bố mẹ ly dị đi, đừng có làm khổ con nữa. Khi đó tôi mới bàng Hoàng nhận ra, càng cố níu kéo càng sai lầm. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Trước đây để xây căn nhà rộng lớn này, vợ chồng tôi đã gom hết tiền bạc, vay nợ ngân hàng. Không ngờ nợ còn chưa trả xong thì hai vợ chồng đã lôi nhau ra tòa. Để nhanh chóng kết thúc tất cả, chúng tôi quyết định tự thỏa thuận mọi vấn đề liên quan đến tài sản, trong đó có căn nhà. Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng tôi và chồng quyết định ai đưa lại được giá trị một nửa căn nhà cho người kia trước thì ở lại. Người kia buộc phải cầm tiền ra đi tiền nợ thì mỗi tháng cả hai chia đôi cho đến khi trả xong. Chúng tôi cũng chia ra, tôi sống trên lầu, chồng sống dưới tầng trệt, nước sông không phạm nước giếng, nhưng đâu có dễ như vậy. Ngày nào chúng tôi cũng chạm mặt nhau, có khi chồng cũ tôi đi chơi tối khuya, còn dẫn cả bạn gái mới về. Dù đã chia tay, nhưng nhìn cảnh chồng tình tứ với một cô gái khác, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng. Số lần anh ta dẫn bạn gái về càng lúc càng nhiều họ nấu ăn đùa giỡn ngay trước mắt con gái tôi con bé buồn ra mặt bảo bố không còn thương mẹ con mình nữa tôi cũng trướng mắt nên nhắc nhở bảo anh ta muốn thì ra nhà nghỉ đừng có đưa về nhà mà mỗi lần tôi nói thế chồng cũ lại gào lên thế thì cô đưa hai tỷ đây ông tự giác rời khỏi nhà không thì câm miệng đừng có xem được cuộc sống của ông tôi giận run người mà không thể nói lại được thế đấy giờ chúng tôi vẫn sống chung nhà suốt hai năm nay Đêm qua, chồng cũ lại tiếp tục dẫn bạn gái về nhà. Hát hò ẩm ý. Tôi bảo con gọi điện xuống nhắc nhở thì anh ta đi thẳng lên lầu, đòi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Thật tình giờ tôi mệt mỏi quá. Tôi muốn ra thuê trọ nhưng lại không cam tâm. Dù gì căn nhà này cũng là mồ hôi nước mắt của tôi. Tôi không muốn từ bỏ dễ dàng như thế. Nhưng ở lại thì tôi sợ con gái sẽ thấy những thứ không nên thấy rồi ảnh hưởng tâm lý phải làm sao để chồng cũ tôi nhận thức được vấn đề và tự giác không dẫn bạn gái về nhà nữa đây